Vâng, Đồ Gỗ Ban Sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung video mới giới thiệu về một số sản phẩm đồ thờ có mạ vàng trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Đồ Gỗ Ban Sáu sẽ mang lên cho tất cả quý vị và các bạn một số mẫu rất là quen thuộc khi chúng ta sử dụng ở không gian thờ cúng, và đặc biệt là không thể thiếu trong không gian thờ cúng. Các mẫu này thì có được sơn son mạ vàng. Đó là một mẫu ngai thờ kèm bài vị và một đôi hạc thờ và một đôi đèn thờ, là đèn thờ mái chùa, đèn thờ hai mái là gỗ hương, còn lại là được làm bằng chất liệu là gỗ mít. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kích thước, kiểu dáng thiết kế và một số cái ý nghĩa trong phong thủy của từng sản phẩm một để hiểu rõ hơn khi chúng ta sử dụng trong không gian thờ cúng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với bộ, đó là bộ ngai thờ. Ngai thờ về ý nghĩa phong thủy nó sẽ là cái ghế ngồi của người đã khuất. Đấy. Và ngai thờ là cái vật phẩm, cũng là một vật phẩm rất quan trọng trong cái không gian thờ cúng mà nhiều nhà sử dụng. Thì cái bộ ngai thờ này được làm trên chất liệu là gỗ mít và có sơn son thiếp vàng, có kèm luôn cả cái phiền bài vị. Thì cái kiểu làm của cái ngai thờ thì đều giống như nhau, kiểu giống đó là về hai hình rồng hai bên kèm theo các cái cột trụ. Đấy, và phía bên dưới là hình hổ phù. Thiết kế giống như nhau, chỉ khác nhau về kích thước. Và tất cả các cái bài vị thì chúng ta để vào trong cái ngai thờ này nó sẽ vừa với cái kích thước. Cái bộ ngai thờ này thì có kích thước là chiều cao là 73, chiều rộng là 39 và chiều sâu là 36. Chúng ta sẽ đi chi tiết một chút và rồi sẽ đi về cái giá thành của bộ ngai thờ này. Đây, tất cả những cái đặc điểm nổi bật cần có phải mạ vàng hay là thiếp vàng thì Đồ Gỗ Ban Sáu cũng đã làm hết trên cái tác phẩm này. Đấy, ta sẽ bỏ cái bài vị này xuống. Được thiết kế với chất liệu gỗ mít đem lại cho chúng ta là một cái chất liệu gỗ nhẹ, dễ trưng bày sử dụng cho không gian thờ cúng. Gỗ mít là một trong những chất gỗ mà sử dụng nhiều nhất trong các vật phẩm về đồ thờ, phù hợp với cái tâm linh trong phong thủy thờ cúng. Đây, ở phía bên cạnh từ cái phần ốp chân đấy ạ, đến họa tiết hoa văn đều được làm rất công phu, từ cái mắt của hổ phù đấy là được gắn này. Đây, phía mặt bên cho quý vị theo dõi được chi tiết luôn cái bộ ngai thờ. Đây. Đây là mặt đằng sau. Đây, chất liệu gỗ mít màu vàng tự nhiên của gỗ mít. Bên ngoài này thì có được sơn lót để bảo vệ gỗ. Quý vị nào muốn sử dụng cái bộ ngai thờ này trong không gian thờ cúng nhà mình, muốn sử dụng kích thước lớn hơn thì bên Đồ Gỗ Ban Sáu vẫn có. Còn cái mẫu này thì Đồ Gỗ Ban Sáu sẽ báo giá luôn, đó là ngai thờ này thì là cỡ nhỏ đấy, cao 73, rộng 39 và sâu là 36, thì giá là 2,5 triệu gỗ mít đấy. Còn cái bài vị này là bài vị cũng được làm trên chất liệu gỗ mít đấy, và có giá là 500.000 đồng. Đây, mặt trước mà đằng sau check rất là kỹ cho quý vị. Đấy, chất gỗ tự nhiên gỗ mít. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm khác. Bộ sản phẩm tiếp theo đó là bộ hạc thờ gỗ mít, và hàng này thì là hàng có mạ vàng và sơn son. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau để đây. Mẫu này thì là cao 60, mẫu cao 60. Hạc thờ thường thường sẽ có mẫu cao 60, cao 80. Được thiết kế là mạ vàng và gỗ mít của cái bộ hạc thờ này sẽ được ghép thành các chi tiết nhỏ để tạo thành hình một con hạc từ cái phần mắt này vẽ này. Phía bên dưới là hình ảnh rùa, thì quý vị nghe rất quen thuộc với cái câu là thương thay cho phận con rùa, lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia. Thì rùa là một trong những cái con vật mà có cái độ chắc chắn và vững chãi rất là nhiều. Và hạc là hình ảnh mà nó cũng tượng trưng cho là sự trường thọ, bởi vì con hạc sống rất là thọ và con rùa cũng vậy. Sản phẩm về hạc thờ này thì còn có một cái câu rất là quen thuộc, cái tên gọi rất quen thuộc, đó là
Thọ Đội Thọ, đấy, nói lên sự trường thọ mong muốn cho những người mà sử dụng các cái cặp hàng thờ trong cái không gian thờ cúng. Cặp hạc thừa cao 60, quý vị nào quan tâm đến giá thành có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc liên hệ qua Zalo để chúng ta có thể check giá của cặp hạc thừa này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là một cặp đèn thờ. Riêng cặp đèn thờ này thì được làm trên chất liệu là gỗ hương và được làm theo lối đó là đèn thờ mái chùa. Đây, chúng ta sẽ để gần một chút để quay nó được chi tiết hơn. Đèn thờ mái chùa là một trong những cái sản phẩm mà được khách hàng ưa chuộng rất nhiều. Từ những cái đèn hai mái này, đến ba mái cao hơn để trong cái khu vực đình chùa miếu mạo, mạ vàng và không mạ vàng thì cũng độ bán chạy là như nhau, cũng tùy theo cái nhu cầu sử dụng và cái sở thích của khách hàng. Chúng ta sẽ đi qua một số cái góc máy để chúng ta có thể quan sát theo dõi chi tiết hơn. Đấy, đây là cái phần đỉnh chóp của cái mẫu đèn này là được mạ vàng, còn riêng cái phần ốp ở trên mái đây cũng được mạ vàng. Ngói này là ngói tròn và hình thẳng. Đấy, họa tiết hoa văn ngay dưới phần mái đây. Đấy, bên trong cũng được mạ vàng các cột trụ. Đấy, làm rất là công phu tỉ mỉ. Mẫu này thì cao là 65, cao 65, chân làm cực kỳ chắc chắn. Các vật phẩm đồ thờ thì chúng ta phải làm chắc chắn, tránh cái điều kinh kỵ là rơi hoặc đổ vỡ khi chúng ta làm lễ hoặc là ngay đặt trên cái không gian ban thờ. Đấy, và chúng ta sẽ cùng đến với góc máy phía đây để quan sát về chiếc đèn bên này. Về giá thành của mẫu đèn này, quý vị cũng có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ với đồ gỗ Văn Sáu qua cái cú pháp đó là mẫu đèn thờ mái chùa gỗ hương mạ vàng cao 65. Đây, rất là đẹp quý vị ạ. Đấy, từ cái phần mái này cho đến phần họa tiết hoa văn bên trong này, mái thứ hai này. Đấy, đến phần tâm chính của đèn, đến cái phần cột này, phần chân chắc chắn cực kỳ là đẹp. Và chúng ta sẽ mở bên trong. Ở trong này thì được làm hai cái thanh chốt để giữ cái phần mái nó không bị rơi hoặc là vỡ. Bên trong thì có đuôi, và khi mà quý vị mua hoàn thiện sẽ có bóng đèn và có dây đầy đủ để chọn một bộ đèn thờ. Đấy, thì trong nội dung video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu một số sản phẩm đồ thờ để chúng ta tham khảo về kiểu dáng thiết kế, ý nghĩa phong thủy, chất gỗ và kiểu dáng làm từng cái sản phẩm một. Đấy, và một số cái sản phẩm tôi cũng đã báo giá trong video. Quý vị nào quan tâm và muốn mua một bộ nhỏ như thế này thì liên hệ đồ gỗ Văn Sáu. Muốn mua bộ có hạc cao hơn này, ngai cao hơn này và đèn thờ to hơn thì chúng ta cũng có thể liên hệ. Bên em còn rất nhiều các mẫu sản phẩm nhiều kích thước khác nhau để chúng ta tham khảo. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Và quý vị hãy đăng ký kênh và chuông thông báo để được theo dõi các video mới nhất. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các nội dung video tiếp theo.